Xin chào các bác, em là Linh Đồ Đồng đây ạ. Thì em đã làm rất là nhiều những cái video để chia sẻ cho các bác về cái kinh nghiệm mình nhận biết được đồng vàng và đồng cát tút. Thì đó là những cái video em làm trên những cái lư đỉnh hay là những cặp nến. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác về cái video nhận biết thông qua cặp hạc thờ. Thì ở đây là sẽ là một em sẽ đem đến là một cặp hạc thờ đồng cát tút và một cặp hạc thờ là đồng vàng. Thì các bác hãy xem cái sự khác biệt giữa hai cái mẫu đồng này như thế nào. Em sẽ chia sẻ thêm cho các bác là cái đồng cát tút này thì nó cũng là một hợp kim đồng, nhưng mà được pha chuẩn theo tỷ lệ của quân sự. Vì vậy là cái độ bền và cái độ cứng, độ sáng bóng là đứng hàng đầu trong những cái sản phẩm đồ đồng. Đó nên mới tạo nên cái giá trị của đồng cát tút nha các bác. Và ở đây các bác sẽ nhìn thấy từ đồng cát tút này, mới nhìn thông qua về màu sắc thì các bác đã có thể phân biệt được đâu là đồng vàng và đồng cát tút rồi. Đồng cát tút thì màu vàng nó hơi ánh xanh một chút và rất là bắt sáng, cho nên là để lên không gian thờ rất là đẹp nha các bác. Còn cái đồng vàng này là em cũng làm cái màu mộc của đồng vàng luôn, nhưng mà cái màu của nó sẽ tối hơn đồng cát tút một chút, thì mình nhìn bằng mắt thường mình có thể nhận ra được. Và cái thứ hai em chia sẻ cho các bác ở đây đó chính là về cái vấn đề họa tiết. Các bác sẽ nhìn kỹ cái vấn đề họa tiết từ đồng cát tút này. Tất cả những cái họa tiết của đồng cát tút đều là chạm chìm. Đây các bác xem khuôn mắt rất là có hồn này. Cái mắt rất là có hồn này. Và tất cả những cái họa tiết trên lưng con hạc này đều là chạm chìm. Hoàn toàn là chạm chìm hết nha các bác. Và cùng em xem cái cặp hạc đồng vàng. Ngược lại với đồng cát tút thì đồng vàng là những cái họa tiết nổi. Đây là những cái họa tiết mà sau khi đổ khuôn xong là đã được làm sẵn họa tiết rồi. Và các thợ bên em sẽ mài bóng những cái họa tiết cho nó sắc nét hơn thôi. Thì đó là điểm khác biệt về cái họa tiết giữa đồng vàng và đồng cát tút. Và em chia sẻ thêm cho các bác một điểm nữa, đó chính là về cân nặng. Cùng một sản phẩm đồ đồng cùng một kích thước với nhau, nhưng mà đồng cát tút sẽ nặng hơn đồng vàng một chút. Cụ thể thì nó sẽ nặng chênh nhau so với những cái kích thước cụ thể. Ví dụ như là một cái đỉnh 60 thì nó sẽ chênh nhau đến 3-4 cân. Còn một đôi hạc như thế này thì nó chênh nhau khoảng tầm 1 cân đến 1 cân rưỡi. Nhưng mà so với cái tỷ lệ pha đồng ấy thì đồng cát tút nó sẽ nặng hơn đồng vàng. Đó là cũng là một cách nhận biết cho các bác. Thì em Linh là sẽ có những cái kinh nghiệm gì em sẽ đều chia sẻ hết cho các bác về những cái sản phẩm đồ đồng, những cái chất liệu đồ đồng, để cho các bác có kinh nghiệm. Cho dù là các bác không mua của em, các bác mua ở bên nào cũng được, nhưng mà các bác có cái kinh nghiệm để mình mua những cái sản phẩm đồ đồng chất lượng, nên là em sẽ chia sẻ cho các bác. Còn bác nào mà muốn quan tâm, muốn đặt hàng ở bên xưởng em thì các bác để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận cho em, hoặc chủ động liên hệ với em qua số điện thoại 0911 740 569. Em cảm ơn các bạn đã xem video. Em chào các bác ạ.